Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Mobifone miền Tây. Thì hiện tại là mình được nhận rất là nhiều câu hỏi đến từ các bạn là sim nào gọi điện không tốn tiền, sim nào có nhiều gigabyte hay là sim nào đang được nhiều người sử dụng nhất. Thì hiện nay trên thị trường đang có rất là nhiều các loại sim khác nhau đến từ những nhà mạng khác nhau. Mỗi một loại sim sẽ có những đặc điểm riêng biệt cũng như là những tính năng hay là giá tiền khác nhau. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc sim thần thánh đến từ Mobifone, có tên là sim Mobifone chia sẻ. Các bạn hãy cùng đi với mình đến cuối video để biết được thêm những tính năng của sim này sẽ có gì nhé. Thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người là về tính năng của chiếc sim này, 4G thoải mái. Mọi người ưa thích ở chiếc sim này là về lưu lượng 4G cực khủng với giá cực kỳ ưu đãi đến từ nhà mạng Mobifone. Các bạn có thể thoải mái xem phim, lướt web, chơi game hay là tải các file tài liệu với dung lượng lớn mà không lo hết dung lượng ngang. Vì sim Mobifone chia sẻ này được trang bị cho các bạn một dung lượng data không giới hạn. Về tính năng thứ hai đó chính là nghe gọi vô tư. Bạn có nghĩ rằng là một ngày nào đó bạn có thể nằm gọi, ngủ gọi, ăn gọi điện thoại với bạn bè, người thân hay là liên hệ với những đối tác, đồng nghiệp mà không lo lắng về tiền điện thoại hay không? Nếu bạn không tin thì hãy mua ngay một chiếc sim Mobifone chia sẻ nhé, vì nó sẽ được trang bị tận 1050 phút gọi nội và ngoại mạng và kèm theo đó là 2000 phút gọi đến số 2 người thân bất kỳ. Về vấn đề thứ ba mình muốn nói với các bạn đó chính là ưu đãi quà khủng. Thì Mobifone hy vọng rằng là những chiếc khẩu trang chính là sự quan tâm chân thành nhất mà Mobifone muốn san sẻ đến quý bà con trong mùa dịch này. Khi mua một chiếc sim với gói 1 tháng, bạn sẽ nhận được một hộp khẩu trang Mobifone chia sẻ. Ngoài ra khi mua một sim kèm với 3 tháng gói cước thì bạn sẽ được nhận một chiếc nón bảo hiểm đến từ thương hiệu Cheetah với đủ các màu sắc trẻ trung tha hồ cho các bạn lựa chọn nhé. Thì tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn là về gói cước. Đây là một trong những gói cước được ưa thích nhất của sim Mobifone chia sẻ, đó chính là gói CS. Với những ưu điểm nổi bật của nó như dung lượng data không giới hạn, miễn phí 1000 phút gọi nội mạng, miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng, miễn phí 2000 phút gọi đến số 2 người thân bất kỳ. Ngoài ra, một trong những ưu điểm của gói cước này đó chính là giá cực kỳ ưu đãi chỉ với 90.000 đồng trên 1 tháng. Cú pháp đăng ký cực kỳ đơn giản, đó chính là CS gửi 999. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn là về gói cước 21G. Nếu bạn đang muốn có một dung lượng data cực khủng với một mức giá cực kỳ học sinh sinh viên thì mình tin rằng gói cước này sẽ rất phù hợp với bạn. Khi bạn lựa chọn với gói 21G của Mobifone, bạn sẽ có ngay 45GB dung lượng tốc độ cao. Ngoài ra khi sử dụng hết dung lượng này, các bạn sẽ được truy cập miễn phí với dung lượng tốc độ thường. Bên cạnh đó, bạn sẽ còn được 2000 phút liên lạc đến 2 số người thân bất kỳ. Và tất cả những ưu đãi trên chỉ tóm gọn ở mức giá 59.000 với cú pháp đăng ký cực kỳ đơn giản 21G gửi 999. Thì mình hy vọng rằng tất cả những thông tin trên sẽ giúp cho các bạn có được một sự lựa chọn vô cùng hợp lý với chiếc sim cũng như là gói cước. Thì lời cuối cùng mình sẽ chúc cho các bạn có được một tuần làm việc thật hiệu quả cũng như là hạnh phúc vui vẻ bên người thân và gia đình.